Chào các em, cô tên là Lê Thị Thúy Hằng, giáo viên toán trường Trung học cơ sở Chu Quang An, quận 11. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập học kỳ 2 môn toán lớp 7. Thì gồm có các dạng theo đây, dạng thứ nhất là dạng thống kê. Trong dạng này, cô sẽ hướng dẫn các em lập bảng tần số, tìm số trung bình cộng, tìm mod của dấu hiệu. Dạng thứ hai là dạng cho đơn thức chưa thu gọn, chúng ta đi thu gọn đơn thức và sau đó tìm hệ số phần biến bậc của đơn thức và tính giá trị của cái đơn thức đã thu gọn đó. Dạng thứ ba là về đa thức thì cô sẽ hướng dẫn phần đa thức một biến, sắp xếp các đa thức một biến theo thứ tự giảm hay tăng dần của biến, cộng trừ các đa thức một biến. Sau đó nhận thêm cái phần tìm nghiệm. Dạng số 4 là một số bài toán thực tế số. Dạng 5 là bài toán thực tế hình. Và dạng cuối cùng là dạng số 6 hình học. Thì sẽ có một số bài toán hình học liên quan tới cái chương 2, chương số 2 và chương số 3 hình học lớp 7. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể. Phần thống kê thì cô có một bài thống kê sau đây. Tuổi nghề của các công nhân trong phân xưởng A được ghi lại trong bảng. Đó, trong bảng này. Bây giờ lập bảng tần số của dấu hiệu, tính trung bình cộng và tìm mod của dấu hiệu. Đầu tiên cô hướng dẫn lập bảng tần số trước. Thì lập bảng tần số của cô là bảng tần số ngang gồm có hai hàng và 12 cột. Bây giờ đây cô có 10 giá trị khác nhau từ 1 đến 10. Cho nên cô phải thêm cột đầu và cột cuối nữa. Ở đây một giá trị 1 thì nó xuất hiện có một lần. Giá trị 2 thì nó xuất hiện hai lần ở đây. Số 2, có tần số 2. Giá trị 3 có một lần. Cho nên nó có tần số là 1. À, tương tự như vậy các em làm đối với những giá trị còn lại. Và các em tổng tất cả các giá trị các tần số này thì các em sẽ được n lớn là 20. Và các em kiểm tra lại cái bảng giá trị ban đầu, coi có phải đúng 20 giá trị không. Ở đây có hai hàng và 10 cột, 2 x 10 20, đúng rồi. Giờ phần thứ hai B là phần tính giá trị điểm trung bình cộng và tìm mod của dấu hiệu. Thì các em đã biết công thức tính trung bình cộng là số trung bình cộng sẽ là x1 nhân n1 cộng x2 nhân n2 cộng x3 nhân n3 cộng x4 nhân n4 vân vân. Và đến xk nhân nk là x cuối cùng, n cuối cùng, chia cho n lớn. Và áp dụng công thức này chúng ta sẽ làm. Và sẽ tính được là số trung bình cộng là bằng 5,2. Còn mod là giá trị có tần số lớn nhất. Vậy mod của dấu hiệu này là số 4, giá trị này có tần số lớn nhất trong các tần số này. Thì tần số 5 là lớn nhất, cho nên mod của nó là giá trị 4. Các em nhớ là mod là giá trị có tần số lớn nhất. Bây giờ ta sẽ qua dạng số 2. Giờ cô cho đơn thức A bằng âm 2 phần 3x bình y tất cả bình nhân cho trừ 3x y bình. Bây giờ hãy thu gọn A, tìm hệ số phần biến bậc của A đã thu gọn và tính giá trị của A. Thì phần thu gọn A, cô hướng dẫn một cách làm như sau. Ở đây cô thấy A có cái nhóm này lũy thứ hai thì cô sẽ nhân hai lần. Tức là âm 2 phần 3 x bình y nhân âm 2 phần 3 x bình y là âm 2 phần 3 x bình y tất cả bình này. Còn cái nhóm trừ 3x y bình thì cô giữ nguyên. Rồi, sau đó chúng ta ai cũng biết là ta lấy hệ số. Nhân hệ số đây. Rồi phần biến x bình nhân y nhân y bình.
Và cái hệ này số nhân nhau thì các em tính được. Còn đây x mũ 2 nhân x mũ 2 nhân x mũ 1 thì cầm lại số 1 các biến lại thì các em được là x mũ 5, tức là ôm 4 và x mũ 5 y mũ 4. Em nhớ là x này chính là x lũy thừa 1, và cộng lại thế là x lũy thừa 5 nhân y lũy thừa 1, 1, 2 là y lũy thừa 4. Và như vậy chúng ta đã thu gọn xong A. Thì hệ số của A chính là âm 4 phần 3. Và phần biến của nó chính là x mũ 5 nhân 4, y mũ 4. Và bậc của nó sẽ là tổng số một các biến này. Bậc đó. Này có nghĩa là có nhiều ai cũng biết cái điều này. Giờ chúng ta xét tiếp phần B, tính giá trị của A tại y bằng âm 1, y bằng 1 phần 2. Thì các em thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Rồi, tôi nghĩ là có nhiều em biết là chúng ta sẽ x này ta thay bằng âm 1 và y này sẽ thay là bằng số 1 phần 2. Thì thay rồi tính thôi. Đó. Và tính ra em nhớ tính từ từ lũy thừa trước rồi đến nhân chia từ trái sang phải. Nhân chia thì các em nhân thì các em được là 1/12. Đây là giá trị của A tại x bằng âm 1 y bằng 1. Cái này cũng tính nhanh nhưng mà các em phải tính từ từ nha. Chúng ta kết thúc dạng thứ hai, bây giờ chúng ta qua dạng thứ ba. Dạng thứ ba cô cho hai đơn thức, hai đa thức ax và bx. Bây giờ câu A, sắp xếp ax theo thứ tự giảm dần của biến, tìm hệ số cao nhất hệ số tự do và bậc của ax. Thì ở đây chúng ta lấy ax ra đây, ax. Thì cô nhìn ax này có hai cái bậc nhất. Bậc 3 thì chỉ có 4x mũ 3 thôi. Sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến thì thấy từ bậc cao đến bậc thấp. Như vậy là bậc 3 rồi đến bậc 2 rồi đến bậc 1. Thì có thấy là ở đây có hai cái bậc 1 và một cái bậc 0 là âm 10. Như vậy cô sẽ thu hai cái bậc 1 gọn lại nữa. Bậc 3 với bậc 2 với bậc 0 là giữ nguyên rồi. Còn cái bậc 1 thu gọn lại là 5x. Đó, đây là ta sắp xếp theo lý thừa giảm dần của biến. Nhưng mà trong quá trình sắp xếp thấy có hai cái hạng tử nào cùng bậc thì các em nhớ thu gọn nó lại. Rồi, bây giờ ở đây tìm hệ số cao nhất hệ số tự do là bậc. Hệ số cao nhất là hệ số đi với lũy thừa cao nhất, hệ số cao nhất đây. Và hệ số tự do là hệ số không đi với biến x trừ 10. Và bậc của nó là bậc của hạng tử có bậc cao nhất. Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất như bậc 3. Rồi. Trường hợp người ta cho sắp xếp theo lý thừa tăng dần của biến thì các em sẽ sắp xếp âm 10 trước rồi đến cộng 5x rồi đến trừ 2x bình rồi đến cộng 4x3. Đó. Chúng ta sẽ qua câu B là ax cộng bx. Ax cộng bx thì cái ax này chúng ta đã thu gọn rồi. Ta sẽ sắp xếp nó theo thứ tự ax và bx đây. Ax bậc 3, bậc 2, bậc 1, bậc 0. Các em chú ý dấu của mỗi hạng tử đứng trước nó để các em ghi cho đúng. Ha. Trừ 2x bình cộng 5x trừ 10. Tiếp tục bx chúng ta cũng sắp xếp cho thẳng hàng cho cô. Trừ 4x3 thẳng với lại x3 cộng 2x bình thẳng với lại x bình đây. Trừ 5x thẳng với lại là trừ 7 cộng thẳng với 5x và cộng 4 thẳng hàng với lại trừ 10. Rồi sau đó chúng ta sẽ cộng lại ấy cộng với x. Nhớ đặt thẳng hàng cho cô. 4 cộng cho âm 4 hai số đó nhau có tổng bằng 0. Này 0x mũ 3 là 0. Các em có ghi. Cái này cũng là 0 luôn. Hai cộng lại là âm 2x. Này cộng này chính là âm 6. Vậy chúng ta có xong tổng ax cộng bx là bằng âm 2x trừ 6. Tiếp
thuật chúng ta làm ax trừ bx. Thì các em thấy ax trừ bx chúng ta cũng nên đưa về phép cộng ở đây là bằng ax cộng cho âm bx. Rồi như vậy chúng ta sẽ đặt thẳng hàng các hạng tử của ax và âm bx giống như bên đây. Và lưu ý vô đây là âm bx. Âm bx là đổi dấu các hạng tử của bx. Trừ 4x3 ta đổi dấu thành cộng 4x3. Cộng 2x bình ta đổi dấu thành trừ 2x bình. Trừ 7x ta đổi dấu thành cộng 7x. Cộng 4 đổi dấu thành trừ 4. Rồi xong đó chúng ta cộng. Ta chỉ việc cộng lại thôi. Đó, ở đây là ax trừ bx bằng ax cộng âm bx, cho nên các bạn chỉ cộng lại thôi, cộng lại thì các em sẽ được là biểu thức ax trừ bx. Câu C, tìm nghiệm của ax cộng bx mà hồi nãy chúng ta đã tính được ax cộng bx là trừ 2x cộng trừ 6 rồi. Vậy để tìm nghiệm của cái tổng này thì ta cho 2x trừ 6 này bằng 0. Đó, cho ấy cộng với bằng 0, tức là trừ 2x cộng trừ 6 bằng 0. Ta giữ nguyên phép nhân, trừ 2x sẽ bằng 0 cộng 6 là bằng 6. Rồi lúc đó x là thừa số chưa biết, lấy tích chia thừa số đã biết, ta được x là âm 3, là nghiệm của ax cộng bx. Rồi, bây giờ chúng ta qua dạng cũng dạng số 3 này, nhưng mà tìm k để ra thức bx bằng kx trừ 5 có nghiệm là 5. Thì vì nó là bx có nghiệm là 5 cho nên b của 5 sẽ bằng 0. Là nghiệm thì b của 5 sẽ bằng 0. Như chỗ nào có x ta sẽ tới số 5 nhỉ. Ở đây là k giữ nguyên nhân 5 trừ 5 bằng 0. Ta giữ lại phép nhân k nhân 5 bằng 0 cộng 5 là âm 5. Và lúc đó k sẽ bằng 5 chia 5 này. Thừa số chưa biết, lấy tích chia thừa số thừa biết. Thì các em được k bằng 1. Là như vậy, nhớ k bằng 1 thì bx có nghiệm là 5. Ta sẽ qua cái dạng tiếp theo là dạng bài toán thực tế số. Bài toán số 1, giá vé từ tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Lạt. Một hãng xe khách thường ngày là 250.000. Tuy nhiên, vào dịp lễ 30 tháng 4, do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, nên giá vé tăng 10%. Hộ gia đình bạn Minh này còn mua 4 vé vào dịp lễ 30 tháng 4 thì lại mất hết bao nhiêu tiền. Thì các em thấy là nó tăng thêm 10%. Cho nên các em phải lấy giá này cộng với lại giá tăng. Giá tăng là 250.000 nhân 10% nữa. Thì kết quả là 250 nhân cho 100% cộng cho 10% tăng là nhân cho 1 cộng 100% cộng cho 10% và nhân cho 4 vé thì được giá tiền này. À, như vậy giá tiền 4 vé sẽ là 1.100.000 đồng. Chúng ta xét tiếp một bài toán nữa, bài toán số 2. Nhân dịp lễ 8 tháng 3, hai cửa hàng X và Y đưa ra chương trình khuyến mãi cho mặt hàng nước tinh khiết đóng chai loại 1,5 lít với giá 10.000 đồng một chai như sau. Cửa hàng X thì cho chương trình khuyến mãi là mua 5 chai tặng 1 chai, tức là mua 5 chai thì sẽ tặng 1 chai miễn phí. Còn cửa hàng Y thì là giảm giá 30% cho những khách hàng mua 4 chai trở lên. Thì bạn Lan cần mua 14 chai, như vậy thì phải trả và nên mua ở cửa hàng nào? Thì đối với toán này chúng ta sẽ làm hai phần cơ bản, hai phần. Phần thứ nhất là nếu mua cửa hàng X 14 chai thì sẽ mua bao nhiêu tiền? Thì cửa hàng X thì cứ 5 chai tặng 1 chai, cho nên là mua 14 chai thì chỉ cần mua 12 chai thôi, tại vì đã được tặng 2 chai rồi. Và giá tiền 12 chai này sẽ là lấy 12 nhân 10.000 sẽ 120.000. À, 14 chai này được mua với giá là 120.000. Còn với cửa hàng Y thì bán giảm 30%, cho nên chúng ta sẽ lấy 12 nhân cho 10 và nhân cho 100% trừ 30% thì các em được cho 98.000. Vậy các em nhìn thấy kết quả này ta biết là
thì bạn Lan này nên mua đồ uống chay này ở cửa hàng Y. Rồi chúng ta sẽ qua cái dạng nữa là dạng bài toán thực tế hình. Thực tế hình ở đây là một công ty muốn làm một đường ống từ nhà máy trên biển ở điểm A này nè, bên bờ sông, đến điểm C ở trên đất liền. Rồi đảo ở A này thì cách A này cách C một khoảng là 12 và A này cách B một khoảng là 9. Đó. Rồi giá tiền để xây ống từ nhà máy ở điểm B đến C này là 5.000 USD một km. Đó, còn cách này là 12. Thì em hãy tính coi thử chi phí của đường ống này sẽ là bao nhiêu. Rồi như vậy muốn biết chi phí đường ống này bao nhiêu thì chúng ta phải tính được rộng BC. Thì con người ai cũng, bạn nào cũng nhìn ra. Đây là chúng ta phải áp dụng định lý Pythagore cho tam giác ABC vuông tại B. Đó. Thì ta có bình phương cạnh huyền là AC mũ 2 sẽ bằng bình phương tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Và thế số do các em thì tính được BC bình là bằng 63. Vậy B sẽ bằng căn bậc 2 của 63. Tới đây các em đừng có làm tròn liền, mà các em phải tính xong chi phí rồi mới là nên làm tròn ở cuối cùng. Thì ở đây BC bằng căn 263 km mà mỗi km là 5.000 USD, cho nên chúng ta sẽ lấy chi phí sẽ là căn bậc 2 của 63 nhân 5.000 thì các em được là 39.680 USD. Có xếp bài toán thực tế tiếp theo là anh Hoàng đặt đầu của cầu thang tiếp xúc với tường của ngôi nhà là điểm A, biết chiều dài của thang là 13 mét, chân cầu thang cách tường là 5 mét. Bây giờ hãy tính cái chiều cao từ chân tường của ngôi nhà đến từ đầu của chiếc cầu thang này đến cái chân tường, từ chân tường đến đầu cầu thang này là bao nhiêu. Thì cô nghĩ nhiều bạn cũng nghĩ ngay tới việc áp dụng định lý Pythagore cho tam giác ABC vuông tại C ở đây. Và ở đây chúng ta hồi nãy chúng ta tính là tính cạnh huyền, và chúng ta tính cạnh góc vuông AC bằng 12. Như vậy là đầu cầu thang sẽ chạm vào bức tường, từ chỗ bức chạm đó đến dưới chân tường này sẽ là 12 mét. Chúng ta xét thêm cái dạng cuối cùng là dạng hình học. Bài tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc ABC cách AC tại D. Vẽ DE vuông góc với BC. Chứng minh tam giác BAD bằng tam giác BED. Đấy. Thì các em nhìn thấy ở đây, hai tam giác này sẽ có BD cạnh chung. Rồi, để tiêu phân giác cho nên chúng ta có góc D, ABD bằng EBD. Và có góc vuông nữa. Như vậy, dễ dàng mình thấy là nó bằng nhau ra trường hợp cạnh huyền, cạnh góc nhỏ. Cạnh huyền góc nhỏ. Rồi, giờ gọi F là giao điểm của AB và DE nha. Các em phải dưới dạng AB và DE và chứng minh cái AF này bằng EC. Thì cái này con người các em cũng đơn giản nhìn thấy là phải chứng minh được hai tam giác DAF và tam giác DEC bằng nhau. Rồi mới suy ra được AF bằng EC. Đây là một cái cách chứng minh. Thì ở đây hai có góc ADF bằng góc EDF bằng 90 độ, có AD bằng DE bởi vì tam giác ở trên bằng nhau, tam giác B AD bằng tam giác BE ở trên, rồi có góc FAD sẽ bằng góc CED bằng 90 độ, hai tam giác bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc,
Từ đó suy ra AF bằng EC. Rồi, bây giờ gọi H là giao điểm của VD và FC. Trên tia đối của tia DF, tia DF chạy xuống đây, thì tia đối nó chạy ngược lên và lấy điểm K sao cho TF bằng DK. Các em nhớ hai tia đối nhau tạo thành đường thẳng. Rồi, bây giờ trên CD lấy Y và sao cho DY bằng 1 phần 3 DC. Bây giờ hãy chứng minh ba cái điểm này thẳng hàng. Thì hướng dẫn là muốn chứng minh ba điểm này thẳng hàng thì chúng ta phải chứng minh cho được H là trung điểm của FC và Y là trọng tâm của tam giác KFC. Khi Y là trọng tâm thì KH là đường trung tuyến phải qua trọng tâm. Suy ra ba điểm này sẽ thẳng hàng. Thì đầu tiên cũng sẽ tìm cách chứng minh H là trung điểm của FC trước. Thì cô xét tam giác. Để có chứng minh BF bằng BC thì cô sẽ chứng minh tam giác BAC và tam giác BEF. Hai tam giác này bằng nhau. Đó. Sẽ tam giác BAC và tam giác BEF thì các em sẽ có là góc BAC bằng góc BED bằng 90 độ. Rồi, góc ABC góc chung. Rồi thêm nữa là BA bằng BE bởi vì hai tam giác ở trên đã bằng nhau rồi. Thì đó suy ra tam giác BAC bằng tam giác BEF sẽ bằng nhau tới trường hợp góc cạnh góc. Và chúng ta sẽ suy ra được BF bằng BC. Từ BF bằng BC này ta đi chứng minh tiếp tam giác BHF bằng tam giác BHC để suy ra HF bằng HC. Thì hai tam giác BHF và BHC này có BH cạnh chung. Rồi góc hai góc này bằng nhau là chúng ta đã chứng minh đã biết được giả thiết rồi. Và BF bằng BC ở chứng minh trên thì suy ra nó sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh. Và lúc đó chúng ta sẽ suy ra được HF bằng HC. Khi HF bằng HC rồi thì H sẽ là trung điểm của FC. Rồi thì lúc đó KH sẽ được là đường trung tuyến của tam giác KFC. Bây giờ nó đi chứng minh tiếp Y là trọng tâm của tam giác KFC. Thì ta có DF bằng DK rồi, cho nên D chính là trung điểm của FK. Đây là chúng là trung điểm của FK. Đó. Và đường CD này sẽ là đường trung tuyến, tại vì tới từ đỉnh đến trung điểm, cho nên nó là trung tuyến của tam giác CFK. Mà trên trung tuyến này lấy đoạn DI bằng 1 phần 3 của DC, vậy thỏa mãn điều kiện của trọng tâm, tức là Y thuộc CD thuộc đường trung tuyến và CY bằng 2 phần 3 CD, là từ trọng tâm đến đỉnh bằng 2 phần 3 trung tuyến. Tại do DY này là bằng 1 phần 3 DC thì ta suy ra được Y là trọng tâm của tam giác. Rồi, hồi nãy chúng ta có H là trung điểm của FC. Đó. Thì KH là đường trung tuyến phải đi qua trọng tâm từ 1 và 2 này. Ta sẽ suy ra được 3 điểm KYH thẳng hàng. Ta xét thêm một bài toán hình nữa. Bài toán này cho ta nhớ ABC vuông tại A. Có AH vuông góc ABC tại H. Bây giờ hãy chứng minh tam giác AHB bằng tam giác AHC. Cái phần này đơn giản. Nó bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Tại vì AB bằng AC là do tam giác ABC căn tại A. Rồi AH cạnh chung. Rồi góc AHB bằng góc AHC bằng 90 độ. Đó. Chúng ta xét tiếp câu B. Cho AB bằng 5, BC bằng 6, tính là AH. Em sẽ lại hình hồi nãy. Cái đoạn này là 6, cái đoạn A. AB này bằng 5. Bây giờ làm sao tính AH? Thì đầu tiên chúng ta
Thầy tính được cái pH này đã. Thì ở đây pH bằng HC, suy ra H là trung điểm của BC, và suy ra pH sẽ bằng BC chia 2. Và tính được BC này bằng pH bằng HC này bằng 3. Và chúng ta áp dụng định lý Pythagore cho tam giác AHB. Và tính nhanh này, của tính nhanh còn các em phải trình bày từ từ. Thì tính được AH sẽ bằng 4. Rồi bây giờ câu cuối cùng. Rồi E là trung điểm của AB. E là trung điểm của AB. CE cắt AH tại Y. Chứng minh 2 lần AH cộng CE sẽ lớn hơn AB. Đó. Thì các em thấy là chúng ta phải chứng minh là, nhìn đây tôi thấy là có bất định thức tam giác nè, nhưng mà lại có Y là giao điểm của hai cái đường qua trung điểm, ở đây là đường trung tuyến rồi, suy ra Y sẽ là trọng tâm. Vậy chúng ta sẽ chứng minh là Y là trọng tâm của tam giác ABC trước. Rồi, để chứng minh Y là trọng tâm thì chúng ta sẽ trình bày tam giác ABC có AH là đường trung tuyến vì H là trung điểm, CE là đường trung tuyến vì E là trung điểm của AB, và hai cái đường AH và CE cắt nhau tại Y, CE là trọng tâm. Và khi Y là trọng tâm thì AI sẽ bằng 2 phần 3 của AH, và CI sẽ bằng 2 phần 3 của CE, tính chất trọng tâm. Đó. Rồi, ở đây chúng ta thấy có cộng hai trang này lớn hơn AB nữa, 3 lần AB, ta xét tam giác AIC. Thì tổng hai cạnh trong một tam giác, tổng hai cạnh bao giờ cũng lớn hơn cạnh còn lại, tổng hai cạnh bất kỳ này lớn hơn cạnh còn lại. Đó, trong một tam giác mà AI thì bằng 2 phần 3 AH, ta thay vào 2 phần 3 AH cộng 2 phần 3 CE sẽ lớn hơn AB, ta đặt 2 phần 3 làm thừa số chung. Rồi bây giờ ta nhìn lại đây thì ta thấy là ở đây có số 2 thôi. Thì ở đây số 3, vậy ta nhân cả hai vế này cho 3 đi. Đó, thì ta sẽ được là 2. Kết quả của bài toán này, đó, nhân cho 3 thì bằng 2. Cái này giữ nguyên. Rồi, vậy cô đã hướng dẫn các em một số bài toán cơ bản nhất của toán lớp 7 học kỳ 2. Chúc các em thi tốt.